ba con cọc bản mới bắt về hôm nay. Con trắng vừa xuống cái nơi thì đi. Cho con nó đã nhịn đi rồi đấy. Từ hôm qua chuyển từ Hà Giang về Hà Nội này nó mất khoảng 10 tiếng từ chiều hôm qua sáng nay nhỉ. Hơn. Mất mười mấy tiếng. Đây là con cái. Con cái bắt về để gây. Còn hai con nhỏ hơn ở đàn khác là con đực. Hai con đực. Ra làm quen với lại chị Siro. Ồn, Loki. Hai con đực này ai mà thích thì có thể nhượng lại. Cọc thỏ đang bận quá, ở trên bản bắt về luôn đấy chứ, nó ở trên đấy như thế nào nó bắt về đây nó lại y nguyên như vậy. Bằng cái dép về cùng chuyến thì có con Bắc Hà cái nữa để về ghép cặp với lại Kinh để cho nó quen nhau rồi sẽ quay video cặp Bắc Hà. Cặp con bé con chạy nhảy tiêu tít cả xuống một cái chơi ngay. Phải cho nó tạm vào một chỗ đây thôi để cho bạn Siro làm đấy bẩn hết nhỉ. Đây hai con này, hai con cùng đàn, à hai con hai đàn khác nhau chứ, nhưng mà cùng lứa tuổi, một con trắng một con vàng.